Có nhiêu tiền nữa đây. Anh làm gì? Anh định làm gì? Anh cướp sắt hay cướp tiền? Anh định làm gì? Tiền thôi, không cần sắt hay gom. Có nhiêu tiền nữa đây? Còn mấy trăm ngàn à? Đưa hết đây. 500 ngàn. Tôi chỉ kẹt tiền thôi. Tôi mượn lỡ 400, thôi là 100. Cho tôi số điện thoại, ngày mai tôi sẽ gọi cho tôi trả cho cô. Rồi bấm số điện thoại. Không có nói cho ai nghe. Ngày mai tôi sẽ gọi cho cô. Alo, em hả? Anh là cái người mượn tiền của em hôm qua đây. Bữa nay anh quy tính, hẹn ở điểm cũ, trả lại cho em 400 ngàn. Rồi, vậy hả? Ừ. Vậy hả? Trời, đúng rồi. Giờ em ra liền đi. Uy tín quá à. À, anh là người luôn luôn uy tín. Em ra liền đi, anh đang đứng chờ em đây. Ra liền đây. Trời ơi. Sao lâu vậy? Công việc, trời ơi, anh ăn cướp mà anh uy tín quá à. Người ta làm gì cũng phải có uy tín chứ. Tiền đâu? Cho anh mượn 400 thôi. Cái gì trời ơi? Hết tiền rồi. Trả tiền mà. Không, mượn thêm 400 thôi, hết tiền rồi. Rồi mới trả luôn 800. Hết tiền rồi, tại hết tiền. Mới mốt rồi mới gọi hội trả 800. Thôi cho mượn 500 luôn đi ha. Mới gọi điện thoại, ok. Quy tính.